Xin chào hè và tất cả các bạn, em tên là Phan Thanh Thúy, học lớp IFK46, hiện tại đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Hôm nay em xin trình bày vấn đề Hesitation in Women. Đầu tiên, chúng ta đến với khái niệm. Gặm lông là một tình trạng ở phụ nữ khiến lông sẫm màu hoặc mọc thô quá mức theo kiểu giống nam giới ở mặt, ngực và lưng. Với chứng gặm lông, lông mặt hem thường phát sinh do dư thừa nội tiết tố nam, androgen, chủ yếu là testosterone. Vậy các bạn có biết triệu chứng của gặm lông là gì không? Gặm lông là lông trên cơ thể cứng hoặc sẫm màu, xuất hiện trên cơ thể nơi phụ nữ thường không có lông, chủ yếu là mặt, ngực, bụng dưới, đùi trong và lưng. Khi nồng độ androgen cao gây ra chứng gặm lông, các dấu hiệu khác có thể phát triển theo thời gian, một quá trình được gọi là nam hóa. Một số triệu chứng phổ biến của cường androgen ở phụ nữ bao gồm tăng mụn. Sự tăng androgen có thể dẫn đến sự tăng sản xuất dầu trên da, gây mụn trên mặt và các khu vực khác của cơ thể. Tăng lông, androgen có thể kích thích sự mọc lông mạnh mẽ gây ra tình trạng tăng lông cơ thể không bình thường, bao gồm lông trên mặt, ngực, lưng và xương chậu. Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, mức độ androgen tăng có thể ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Tăng cân, cường độ cao của androgen có thể gây ra tăng cân không giải thích được. Rụng tóc, tăng androgen có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc, đặc biệt là ở vùng đỉnh đầu. Sự thay đổi cấu trúc trong cơ thể, androgen cao có thể gây ra sự thay đổi cấu trúc cơ thể, bao gồm tăng cơ bắp, sự phát triển của đặc điểm nam tính như giọng nói sâu hơn và phát triển của vùng ngực. Có thắc mắc nguyên nhân gây ra chứng gặm lông là gì không? Gặm lông có thể gây ra bởi hội chứng buồng trứng đa nang, hội chứng Hirschsprung, khối u như u rối loạn tuyến giáp, sử dụng một số loại thuốc như steroid hoặc hormone sinh dục. Sau đây chúng ta sẽ có một vài vấn đề cần giải quyết. Vấn đề thứ nhất, người lông mày rậm thì sao? Người lông mày rậm có thể được di truyền từ bố, mẹ hoặc do sản xuất hormone androgen trong cơ thể tăng cao. Hormone nam có thể được sản xuất nhiều hơn ở nam giới nhưng cũng có thể được sản xuất nhiều hơn ở một số nữ giới. Tuy nhiên, lông mày rậm không phải là một vấn đề sức khỏe và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy tại sao phụ nữ thường tô đậm lông mày khi tiệc tùng? Nhằm tạo một vẻ ngoài ấn tượng và thu hút hơn. Lông mày được coi là một phần quan trọng của khuôn mặt và có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của một người. Khi tô đậm lông mày, nó có thể làm cho khuôn mặt trông sắc nét hơn và tạo ra một vẻ đẹp tự nhiên. Ngoài ra, tô đậm lông mày cũng có thể che đi những khuyết điểm như lông mày thưa, không đều hoặc không đủ dày. Vấn đề cuối cùng, cấy lông mày là lợi hay hại? Có thể là lợi hay hại tùy thuộc vào cách thực hiện khi cấy. Lợi ích của cấy lông mày là giúp cho tạo hình dáng lông mày đẹp và tự nhiên hơn, giúp tăng cường sự tự tin và nâng cao ngoại hình. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng các sản phẩm và dụng cụ vệ sinh đúng cách, có thể gây nhiễm trùng và kích ứng da. Ngoài ra, nếu cấy lông mày quá dày hoặc không phù hợp với gương mặt thì sẽ không đẹp đâu. Cảm ơn thầy và tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi.